Rồi, hello, xin chào tất cả anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình lên clip giới thiệu anh em sản phẩm lưới bẫy chim đêm, bẫy vạc, bẫy cò, bẫy gà nhá. Đó. Cái khẩu này là mắt lưới của nó mắt lưới 12 phân này. Đấy, viền chạy mắt xích đôi nhá. Hàng bao không chạy mắt cho anh em. Thì anh em về anh em test thử này. Đó. Thì bên mình có khẩu 30 với cả 60 mét. Đấy, thợ bên mình đang làm dài 60 mét này. Đó. Chờ này sợi dù à sợi cước thái nhá. Đó, hàng này hàng xin pha này. Đó. Nó là 5 viền 4 túi. Cao 10 mét. Đấy, anh em cần tất cả các mặt hàng lưới như là lưới đánh rẽ giun, sâm, vạc, tu hú. Đấy. Các dòng chim đêm thì liên hệ mình hoặc là tất cả các dòng lưới mà tàng hình ban ngày nhá. Đó, kể cả lưới tàng hình ban ngày như đánh trào mào, xẻ ri, đấy, cu, cò sáu két gì đấy. Nói chung là ban ngày có mà ban đêm cũng có nhá. Đấy, thợ mình đang dàn lưới này, dàn lưới đều này. Dàn lưới đều hết xong bắt đầu là bên mình sẽ thắt chống gió cho anh em. Đấy, sau khi thắt chống gió thì cái khâu thắt chống gió là khâu cuối cùng nhá. Đấy, về anh em dàn, anh em răng lên, anh em về anh em kiếm cho mình ba cây sào, một cây sào ở giữa và hai cây sào ở hai đầu hai bên nhá. Đó, là anh em răng thôi. Đấy, bên mình đã nhuộm màu đen tàng hình sẵn cho anh em rồi này. Đó. Bên mình có cái mắt lưới từ 5 phân này, 6 phân, 7 phân, 8 phân, 9 phân, rồi 10 phân, 12 phân. Đấy, cho tất cả anh em. À, khi răng lên anh em đấy này. Bên mình thì có sợi 18, sợi 20 nhá anh em. À, sợi nhuyễn, sợi dai, mịn. À. Đây là cơ sở mình nhá. À. Rồi anh em mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại trên video clip mình nhá. Đó, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Để anh em có phương thức đặt hàng. Đấy. Anh em đặt hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Rồi mình kết thúc video tại đây nha anh em. Anh em nhớ xem cho mình một like cũng như một chia sẻ. Và đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Rồi xin chào tất cả anh em.